giặc thù bữa dày khắp trời đầy gươm dao. Ta đây không thể quy hàng trước lội quân quảng phúc. Ba bôn tấu cùng chồng thoát khỏi dòng mũi giáo làng tên, giờ thì đã đến ổ vàng. Hai ta thắng ngựa tạm thời, sau đó mở đường quyết lộ thoát nguy.
tiếng sáo. Ôi tiếng sáo thê lương từ đâu vọng lại, như đang mai mỉa anh hùng tiệt lộ nơi bên đô giang. Vì cả tin nên mới lầm quân phản phúc, 30,000 tử đệ vì ta mà bỏ mạng chốn xa trường. Triệu Hà Lưu Bang
thân nàng về hạng dương cam trung duyên. Quy năng cận kề mà thần qua không thốt chi lời than.